Mến chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại video của em nhé. Thì trong video ngày hôm nay, bên em sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị và các bạn các loại mẫu lươn giống mà bên em đang có cho quý anh chị cùng tham khảo nhé. Thì hiện tại bên em đang có hai dạng lươn. Dạng thứ nhất là lươn đồng thuần và dạng thứ hai là lươn nhân tạo. Còn đối với các cái loại sơ di thì lươn đồng cũng như là lươn nhân tạo, bên em đang có rất nhiều mẫu, rất nhiều loại sơ di khác nhau. Thì trong video ngày hôm nay, bên em sẽ chia sẻ trực tiếp đến quý anh chị việc mà bên em giới thiệu tất cả các cái loại lươn giống cũng như là các cái mẫu lươn giống mà bên em đang có. Thì như trên màn hình quý anh chị đang xem, đây là cái mẫu lươn giống đồng tự nhiên được bên em thuần chủng. Size của nó đang dao động trên 100 con 1 kg. Và sau đây bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng mẫu lươn một cho quý anh chị cùng tham khảo nhé. Rồi, thì như trên màn hình quý anh chị đang xem, bên em đang giới thiệu đến quý anh chị cái mẫu lươn đồng tự nhiên mà bên em đã thuần chủng quý anh chị nhé. Thì cái size này nó đang dao động từ 40 con đến 50 con trên 1 kg. Và là nó ăn hoàn toàn bằng bột công nghiệp quý anh chị. Thì đối với cái size này thì quý anh chị nuôi là cực kỳ dễ rồi. Và cái lươn đồng thuần tự nhiên này thì cái đề kháng của nó rất là tốt. Nó khỏe hơn cái lươn nhân tạo rất là nhiều và nuôi rất là dễ. Nếu mà nó khó là lúc đang thuần nữa quý anh chị. Tức là mình mua lươn tự nhiên của bà con đánh bắt về rồi mình thuần đó, thì lúc đó là rất là khó, cực kỳ khó luôn. Tuy nhiên thì mình đã thuần rồi và lươn đã ăn bột mạnh rồi thì nó rất là khỏe và cái đề kháng của nó rất là cao. Bể này thì bên em đang thay nước quý anh chị nhá, cho nên là cái tiếng nước nó kêu róc rách rất là ổn trong video, mong quý anh chị thông cảm nhá. Thì đây cũng là cái lươn đồng tự nhiên được bên em thuần hóa. Size của nó đang dao động từ 100 đến 120 con trên 1 kg quý anh chị nhá. Và đồng thời là nó ăn bột công nghiệp rất là mạnh rồi. Nếu quý anh chị có nhu cầu thì liên hệ với bên em. Với cái size này thì giá thành nó sẽ rẻ hơn cái size mà 450 con trên 1 kg. Thì đối với cái lươn đồng này, đề kháng của nó rất là khỏe, tốt hơn cái lươn nhân tạo rất là nhiều. Cho nên là việc mà có một số anh chị mà muốn bắt đầu nuôi ấy, thì theo em nghĩ nuôi cái lươn đồng tự nhiên được thuần hóa này nó rất là dễ nuôi, cũng như là cái giá thành của nó bán lúc nào cái giá lươn thương phẩm rất là cao, thua hơn với cái lươn nhân tạo rất là nhiều. Mình lấy lại mùa kia có anh chả cần giữ nó không chứ. Bỏ mến lên cho anh lên nhiều này. Đi chiều bỏ cá cái mà anh đi cũng ăn đúng không? Trước là say, trước say là cái bọt mà ăn mình cũng thay nước được bẩn lắm. Ừ. Tan cái bọt ra bẩn. Đấy cả con này anh phải luộc lên. Luộc cái nhá. Luộc cái nếm cả con cho ăn. Thì cả con chứ gì, cái lúc mà mình vệ sinh bể thì mình lại phải chịu khó. Mình
chiều. Vâng. Rồi chữ khô như hốt đi đấy. Rồi cái chê mình thâu cái là mình thải luôn cả đi. Hôm bữa giờ hôm kia ông kia có điện không? Không, không. Thế là cái bột mới đấy ăn được kìa. Không thấy ông nói gì. Chắc là mới đầu nó chưa quên đúng không? Thế ông kia ông ngại thì bảo vào nhà ông, vào nhà anh đưa số điện thoại một thôi. Ông mất công tìm đường lên lòng ngoài. Rồi, đây là cái mẫu lươn nhân tạo quý anh chị nhé, mà bên em đang giới thiệu ở trên màn hình cho quý anh chị xem. Thì cái lươn nhân tạo này, cái size của nó đang dao động từ 130 cuôn đến 200 cuôn quý anh chị nhé, tùy theo kích cỡ mà hiện tại bên em đang có nhé. Thì đối với cái lươn nhân tạo này quý anh chị, giá thành nó sẽ thấp hơn cái lươn đồng. Bên em sẽ thường là khuyến khích cho khách hàng là chọn cái lươn đồng. Tuy nhiên thì cái giá thành nó lươn đồng thuần cái giá thành nó cao hơn, nhưng cái đề kháng của nó rất là tốt. Rồi thì video hôm nay bên em chia sẻ cũng như là giới thiệu các loại lươn giống mà bên em đang có rồi, quý anh chị cùng tham khảo nhá. Nếu quý anh chị có cần thông tin gì hoặc là có thắc mắc gì thì quý anh chị nhắn tin dưới cái video này, bên em sẽ trả lời cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Rồi thì video em cũng xin tạm dừng tại đây nhé. Nếu quý anh chị thấy video hay, hữu ích thì cho em xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ bên em quý anh chị nhé. Em bye bye quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhé.